em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không thích nấu ăn. Như không ảnh lùn lắm ha hả chú? Ai nói lùn? Không có được. Thôi sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Trời ơi. Mời bạn nam. Mời bạn nữ. Rồi, bạn nam giới thiệu về mình đi. Em tên là Nguyễn Hồng Thái. Em 23 tuổi, em sinh ra ở Quảng Bình. Gia đình đang ở Lâm Đồng. Công tác ở Đồng Nai. Chuyên ngành của em là quản lý những đồng chí mà đi nghĩa vụ quân sự. Trung đội trưởng. Trung đội trưởng. Mời bạn nữ giới thiệu. Dạ, con chào chú Huyền Linh và chị Cát Tường ạ. Chào con. Em tên là Nguyễn Thị Hiền ạ. Năm nay em 21 tuổi ạ. Hiện đang là nhân viên của một công ty cung ứng dịch vụ tàu biển. Quê em ở Đồng Nai. Sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Vũng Tàu. Ủa là làm việc sao? Đi về sao? Mình cung ứng một số thực phẩm ở cho tàu biển nước ngoài du cập vô Việt Nam mình đó chị. Công ty em hoạt động thì ở địa phận Bà Rịa Vũng Tàu. Nghĩa là mỗi ngày em xuống Vũng Tàu em làm rồi đi về. Chà, nhiều mất nhiều thời gian di chuyển quá ha. Dạ. Rồi điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là em nấu ăn ngon lắm nhưng mà không có thích nấu ăn. Cũng như không. Nhiều tính, rất là hay cười. Điểm yếu là khá là lười vận động. Không sao, bên đây đồng chí này rèn luyện là hết lười luôn em. Bây giờ bạn có những cái ưu điểm gì khoe cho bạn gái bên kia biết nào? Ưu điểm của em á là hòa đồng. Em cũng giống bạn là hay cười. Biết nấu ăn không? Bạn kia lười nấu ăn lắm. Biết nấu ăn ạ. Giờ có biết nấu ăn nhưng mà không ngon lắm. Chơi được một số môn thể thao. Khuyết điểm của em là có máy. Cũng không đến nỗi gì đâu. Bây giờ bạn gái muốn tìm một chàng trai như thế nào? Cao trên 1m7 nha. Em cao bao nhiêu? Dạ em cao 1m6. Bình thường em rất là thích mang giày cao gót á. Thành ra em muốn bạn trai của em phải cao hơn em cỡ một cái đầu. Đi chung nhìn nó mới xứng. Đi giày thôi, giày cao thôi. Ảnh lùn lắm ha, hả chú? Ai nói lùn? Không có được cao thôi. Bạn này 1m69 cũng được rồi. 69 được ạ. Nói chứ chính xác là mấy em? Dạ em 1m65 à. Được không em? Người ta dạ, không dạ, cao nhưng mọi người phải ngước nhìn là được rồi. Không được hút thuốc à? Có hút thuốc không? Không thuốc. Nhìn sạch sẽ, đừng có lượng thường. Dạ như đó thôi. Vậy cũng dễ mà, chỉ có chiều cao hơi khó thôi. À, một cái quan trọng nữa là anh phải hiểu được tính cách của em. Sáng nắng chiều mưa, trưa râm râm tối mát mát. Trời ơi. Nên chiều chuộng em tí. Và cũng phải hiểu được cái công việc, tính chất công việc của em. Phải thông cảm cho em. Em đi bất chợt lắm. Hai đứa đi chơi mà alo một cái là em phải đi làm thì em cũng phải đi làm thôi. Thì anh cũng vậy, giờ anh có đang đi chơi với em đi mà giờ anh công coi như là cơ quan anh alo anh đi, anh cũng phải đi luôn. Dạ đúng, trong việc của em như vậy em cũng sẽ chấp nhận thông cảm lại cho anh. Rồi, hiểu nhau vậy là được rồi. Bạn trai, em muốn tìm mẫu người bạn gái như thế nào? Bề ngoài thì dễ nhìn. Biết nấu ăn. Bạn kia nấu ăn ngon lắm mà không biết nấu. Nhưng mà không có nấu. Không thích mẫu bạn gái mà ăn mặc quá lòi lẹt, thờ quá nhiều hay lố lăng. Không thích điều gì ở người phụ nữ? Ban ngày á thì có cái điều gì làm bực mình đối với bạn phụ nữ đó lên Facebook Zalo rồi từ ngày từ nội không thích. Coi gì sống ảo đó. Được không em gái? Dạ được ạ. Được, bà Mai bà xem mặt em coi sao nha. Rồi ví dụ như mà đám cưới lấy nhau về thì mình định sẽ sống ở đâu? Tùy thuộc vào bạn á. Nếu mà bạn công việc cần ở chỗ này thì mình cố gắng sắp xếp để mà ở gần nhau. Bao lâu thì em lên thăm bạn gái được một lần? Thành phố Hồ Chí Minh Đồng Nai cũng gần chị. Mà công việc em thì khoảng từ thứ hai thứ sáu. Thứ bảy nhật nếu mà tùy tình công việc. Nếu mà công việc được đi giải quyết cho đi ăn thủ thì đi vào sáng thứ sáu đến chiều nhật. Gia đình bạn gái muốn bắt rễ được không? Cái này em không quan trọng lắm, tại bắt rễ thì cũng do mình thôi. Mình ở với gia đình như thế nào. Rồi, chú chào con. Dạ, chào chú. Nhìn mấy chú bộ đội kia dễ thương không? Dạ có, nhưng mà nhìn nghiêm quá. Sợ anh cũng nghiêm giống vậy. Trong quân đội thôi, còn ra ngoài thì cũng như người bình thường thôi. Quân đội mới nghiêm thôi chứ ở ngoài anh... Ngoài không nghiêm đâu, ở ngoài anh căng thẳng chút thôi. Nhưng mà em căng thẳng là đừng căng thẳng nha. Lúc nào cũng vui vẻ đây mà. Cái đường xá xa xôi vậy con có ngại gì không? Không sao, ảnh phải là người chủ động rồi. Hôm nay em có đi với người thân không? Dạ có, em đi với mẹ và hai bạn. Chào anh Hoàng Linh và chị Cát Tường và khán giả dừng quay. Đây là gái Úc. Thì giờ thì nó thương ai thì em gã đó. Nguyễn là cho hai đứa hạnh phúc là được. Rể tương lai thấy được không? Dạ được, nhưng mà có cái là không biết là tính có cọc cằn hay không, không biết thôi. Dạ, bác là cháu không cọc tính đó. Hiền lắm á. Cọc cằn là về vợ chồng cái lộn hoài là coi như là ở không được thôi. Cháu
quản lý mấy chục người là bác ạ. Nếu mà cọc cằn thì người mỗi người một tính cách, nếu mà cọc cằn thì không thể nào mà quản lý được bác. Nên là lúc mình về nghe lắng nghe, không mình lắng nghe về luôn chia sẻ với những đồng chí quân đội đấy. Gái Úc bắt rễ chứ không có là cho đi. Dạ được bác. Rồi mời thủ trưởng đơn vị. Xin chào em Sĩ Quyền Linh và em Sĩ Cát Tường. Xin chào cho đại diện bên nhà bạn Lữ. Trước hết thì phải nói là Thái là một người ở đơn vị ít nói, rất ít nói, nhưng mà trong công việc thì rất nhiệt tình và trách nhiệm, và nó hòa đồng vui vẻ với mọi người. Cũng nói thêm về công việc của Thái là trên cương vị là một trung đội trưởng thì quản lý 30 chiến sĩ, 30 tính cách con người khác nhau, vừa phải làm người anh nhưng vừa phải làm người chị, để làm sao cho chiến sĩ nó thân thiện, nó hiểu mình, nó chấp hành cái mình đấy. Thì nói như vậy thì để cô cũng như là bạn gái biết là có cọc cằn hay không. Còn tất nhiên là trong cuộc sống thì các bạn sau này gặp nhau, giao lưu với nhau sẽ nảy sinh những vấn đề thì các bạn cần giải quyết, thì đó là trái tim của các bạn giải quyết. Nhưng mà tôi nghĩ là hai bạn, hai cái môi trường công việc nó đều cần, gọi là cái việc là cần thiết để phải đi làm ngay, thì các bạn sẽ thấu hiểu cho nhau và dễ chia sẻ với nhau. Mà tôi thấy rằng thì bạn gái bên đây thì tính tình như thế là năng động. Vừa nói được yêu cầu một số cái về bạn Thái là chiều cao, nhưng mà thôi tôi nghĩ là 1m65 là cũng đẹp rồi. Nếu mà đi bộ giày thì kéo được khoảng độ 3-4 phân đấy cũng tốt. Nhưng đồng chí Thái đã học ở trường sĩ quan lục quân 2 4 năm trời, được rèn luyện trong môi trường quân đội, ra ngoài công tác 1 năm rồi đã có bản lĩnh vững rồi. Thì tôi nghĩ rằng là các bạn sẽ lên trao cho nhau những cơ hội để tìm hiểu nhau và tiến tới một cái những cái tốt nhất trong cái tình yêu, trong hạnh phúc. Cảm ơn thủ trưởng. Kéo màn. Đầu tiên anh thấy em thì sao? Ấn tượng đầu tiên của đối với anh và em là khó nói lắm hả? Dễ thương. Khiên thật tâm nha. Anh nói thiệt mà. Có vậy thôi hả? Anh thì dễ sợ. Mốt có sợ em ăn hiếp không? Này con gái ăn hiếp con trai là bình thường, không có gì phải. Anh thấy em có lòe lẹt không? Cũng bình thường, không có lòe lẹt. Anh sẽ đón đưa hẹn hò cô gái thế nào? Khi nào mà đơn vị tạo điều kiện đi Ninh Thuận thì anh sẽ đi từ Đồng Nai lên Sài Gòn chơi. Anh nghĩ là khoảng bao lâu thì mình gặp nhau được một lần? Nửa tháng hoặc hơn một tháng thì mình mới gặp nhau một lần. Trời ơi, tình yêu gì mà tới nửa tháng, tháng mới gặp nhau một lần. Công việc của em là người này đi xong người khác mới đi. Nên là tuần này người này đi thì tuần sau mình mới được đi. Mà mình đi hết là người ta không có được đi là không được. Anh nghĩ sao về việc yêu xa anh? Nó cũng gần mà em. Một tháng gặp mặt có một lần, hai lần với anh là xa lắm rồi đó. Có sợ đi ngang địa cô nào thấy đẹp đẹp rồi quên em không? Cái này anh cũng sợ, anh chỉ sợ là em còn thấy nào đẹp trai hơn anh em yêu thôi, chứ anh không có ra ngoài nhiều. Không, đẹp trai thì em thấy nhiều lắm. Tại cũng mê trai đẹp mà anh, nên gặp trai đẹp nhiều lắm. Nhưng mà nhiều khi cũng trai rồi. Hạnh quá hiền luôn. Nếu mà hai người lấy nhau rồi con cái thế nào có thể chia sẻ với cổ luôn không? Vấn đề này thì em vẫn đang suy nghĩ. Mình có con mà chung sức nuôi con thôi. Quản lý 30 người được chứ quản lý người đối diện khó lắm nha. Em trai có ghen không? Vẫn có chứ. Có ghen. Nghe mà mức độ như thế nào là cũng phải do bạn gái là. Bây giờ bạn gái đi làm nhiều xung quanh à, trai đẹp nhiều không? Trai đẹp. Mà nửa tháng, một tháng mới gặp nhau một lần. Công việc của em là xung quanh em toàn nam không à, không có nữ. Đó. Tại vì thủy thủ tàu thì đa số nước ngoài. Trời, là nam. Thủy thủ tàu đô co cao to đẹp trai không chết rồi. Nhưng mà thủy thủ tàu không có súng. Cái này là quan trọng là em. Em đã xác định là yêu ai thì anh không phải lo vấn đề này. Em muốn là chúng ta là sẽ thuộc về nhau. Ngồi bên em hạnh phúc sao ngọt ngào. Ngồi bên em thời gian trôi quá mau. Những khi niềm phút giây này anh vẫn mong đừng là giấc mơ. Rồi. Bấm nút là đi đến điều gì xa hơn nữa. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời em. Bạn đang suy nghĩ điều gì? Tại sao lại không bấm? Dạ, tại vì tính cách của ảnh quá hiền đi. Dạ, em đang muốn kiếm một người thật là chủ động. Thí dụ em cũng đã chủ động rồi, nhưng người đó cũng phải chủ động hơn với em mới có thể chăm sóc, lo lắng cho em. Không thể nào để một mình em mà cứ tiến tới như vậy. Bạn cũng nên rèn luyện cho mình một cái tính
chủ động hơn nữa, không phải ở trong quân đội mà đối với nhiều bạn gái nữa. Đây, quà tặng mà Viettel dành cho mỗi bạn là một chiếc điện thoại kết nối 4G trị giá 2.200.000 đồng và có cài sẵn ứng dụng của Mocha. Khi sử dụng Mocha thì các bạn có thể chat này, gọi điện thoại nè, đặc biệt là cũng có thể trò chuyện với nhau rất là thú vị. Rồi, chúc chúng ta sẽ sớm có một nửa yêu thương của mình, có thể thông cảm cho anh ấy, bởi vì anh ấy chưa va chạm trong tình yêu nhiều quá. Và hy vọng rằng với ngày hôm nay anh ấy sẽ mạnh mẽ hơn trong tình yêu. Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên kênh YouTube MCV Media và Cổng Love TV. Và bây giờ Quỳnh Linh và Cát Tường xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.